Rồi, bảy xin chào cả nhà nha. Hôm nay bảy về miếng vườn, bảy sẽ xạ cải lại clip cải với cả nhà. Cải bẩm xạ hơi thưa, bữa nay bảy sẽ làm lại, bảy sẽ xạ lại tiếp tục. Rồi làm cơm ăn luôn. Rồi đây có gì mình quay cho cả nhà cùng xem trên chút cho vui nha. Cây bông móng tay bữa nay bông nhiều quá nè cả nhà. Đây, một hồi bảy sẽ nhổ hết cái cải này lên, cây nào ăn được thì ăn. Rồi bảy sẽ xúc đất lên, bảy sẽ xạ lại. Nó đợt rồi bảy xạ hơi thưa quá, với lại bị mấy con gà con nó mổ quá cả nhà, cho nên nó lên không có đều nữa. Mướp thì có bông nhiều. Hôm bữa mình thấy có con trái mà bị mấy con ong ấy cả nhà, nó đục bị hư nữa rồi. Đây cả nhà. Mấy con vịt của bảy nè cả nhà. Đó, bữa nay bảy thả nó ra đây rồi. Đậu xuống ao nó bơi nè. Đây nè cả nhà, khổ qua này hồi mình hái đem vô làm cơm ăn luôn cả nhà ơi. Ồ, nó to rồi. Còn đây nè cả nhà, bảy mới mua ông cà ràng này về nè. Đây, ông cà ràng này là hơi nhỏ, số 1 là 55.000. Còn cái nồi đất nữa nè, để mua nồi đất này là 65.000. Là để dành mình có làm gà rồi mình rang muối hay là gì cũng được. Đây, còn đây nữa là một cái lò này để dành ăn lẩu, ăn để than vô rồi mình để ăn lẩu. Cái này thì có 35.000 à. Đó, mình cũng mới đi mua về nãy giờ nè. Đại bữa nay sẵn đây cái bây giờ là cái bếp luôn, để bây sửa là cái bếp. Quay lại. Đây, hôm bữa nằm ngang chỗ này, hôm nay bảy sẽ quay lại nhìn thẳng cái vườn rau luôn đó. Bên đây còn trái nè. Ừ, nhổ đi để họ anh xa lại. Đây là cả nhà, bảy mới sắp cái bếp lại xong rồi đó cả nhà. Đây, giờ để nằm hướng ngoài đây. Chụm hướng kia thấy gió nó thổi ngược không à. Cho nên đổi lại hướng này cho nó rộng lại một chút.
Rồi bây giờ bảy sẽ đi hai mấy trái ớt vô để làm sả ớt đó cả nhà. Sả ớt để mình chiên chiên tàu hũ. Nay vợ bảy chiên tàu hũ chiên sả. Đây, ba trái đủ rồi. Nhiều quá nó cay, cay bé ăn không được. Rồi, thực đơn của chúng ta hôm nay gồm có 3 món nha cả nhà. Một món là tàu hũ chiên sả, đây. Phu nhân bảy đang ướp. Sả đây, ớt đây. Thêm một món nữa là cá chê chiên gừng này là mắm gừng, cá chê chiên mắm gừng là mắm gừng ăn. Còn cái này nữa là thịt xay mà mình sẽ nấu canh với khổ qua nè, khổ qua nãy mình mới hái nè. Đó. Được 3 món. Em ướp thịt luôn nha. Thịt hồi. Xào chiên chiên. Rồi, rồi em ướp đi. Em cho anh hai chiếc ớt cho anh cài cho anh le lưỡi chơi nè. Ăn mình luôn á. Hả? Ăn một mình luôn á. Nói là thôi chứ làm thiệt vậy. Bữa nay mình có hai cái bếp làm đồ ăn rất là lẹ. Một bên chiên cá, một bên chiên tàu hũ. Đó, cả nhà thấy cá nó nổi bập bập không? Bình thường có cái bếp đó cả nhà, làm đồ ăn lâu lắm. Vì khi làm cái món này xong phải đợi cái bếp trống rồi mới làm được món khác. Cho nên bà quyết định bà sắm thêm một cái bếp nữa. Đó. Bữa nay chiên tàu hũ lấy ngày luôn. Giờ làm nước mắm rừng để chấm cá chê chiên. Rồi, bây giờ tàu hũ chiên nó lẻ chín rồi, giờ chín lấy tàu hũ ra. Lấy tàu hũ ra xong rồi nấu canh là có thể ăn cơm. Hai anh em Thắng với bé Viên biết nói gì mà nó nói cười cười thôi không biết đây. Không biết có nói xấu vậy không đây không biết đây. Đâu tiêu rồi. Đâu vậy? Bàn cái gì vậy? Bàn tính gì vậy? Rồi. Bỏ khổ qua vô là nồi canh đã hoàn thành rồi cả nhà ơi. Cơm canh
cơm canh đạm bạc. Khổ qua em không có nấu gục được đâu. Đó, thì thôi, cháu cho lên cái nào dắt xuống được rồi. Rồi xin mời cả nhà dùng cơm với gia đình bảy nha. Nhưng mà con có xương không nha? Dạ. Rồi. Xương hay lắm hả? Đây. Ôi, chấm ống gừng, thằng Vi không chấm ống gừng. Bé Nhi nè, bé Quyên nè, bé Thắng nè. Bé Vi bự nè. Bự đây. Rồi, mời cả nhà dùng cơm. Ăn đi em ăn đi. Ăn đi, dẻ cá ra cho mấy mấy đứa cháu ăn đi chứ để nó dẻ tụt à, ăn cá bay à. Cá bay hướng cá luôn. Ừ. Ui da, nè thả thả, quất một cục luôn đi. Ăn đi con. Trong chảo còn nữa nè. Sao cho ý kiến rồi, cá ngon không? Chiên nó khôm không? Giòn không? Giòn. Béo không? Cái quy nó giòn rộng luôn kìa. Ai bây giờ tới bảy mâm nha. Cô ăn một phút nữa. Hả? Cô ăn một phút. Rồi xin mời cả nhà. Giòn nè, không nhận giòn kìa. Cái viên ra là giòn đậm đậm luôn. Ừ. Ngon. Đây xin mời cả nhà. Muốn giòn thì muốn gụm muốn ngơi. Thì nó đúng không? Ừ. Muốn gừng nữa. Không muốn rau nữa. Cuốn lại đúng không? Ừ. Chấm miếng mắm nữa. Ngon quá nhỉ. Đâu hả, ăn miếng cá không hả? Ừ, ăn cá không chứ không cơm. Ngon. Dạ không, là không phải nó tương tóc, chỉ nó tương đây. Nè, cơ nào. Thử một miếng đậu hũ. Một miếng đậu hũ chiên xả. Này đậu hũ non. Không. Ừ, nó còn hơi gà, nó chưa có thấm á. Rồi chấm nước tương. Ừ, cái nước tương có nguyên gà, chấm hơn hả? Này chiên vậy ha, cuốn với ngò gai á, chấm tương ớt ha. Chấm ngon lắm á. Rau với cá nó hòa quyện với nhau, nó ngọt mà nó giòn, nó có cái mùi thơm của cá chiên không có tả nổi nữa cả nhà ơi, ngon quá. Miếng canh của em nó kìa, nấu ra hủ qua. Canh hủ qua hả? Bán qua để ăn xong rồi mới ăn canh. Đang cá chiên ngon quá trời. Nói một lời thật lòng coi. Giòn gụm gụm luôn mà. Giòn gụm gụm luôn. Ủa chứ cơm không hỏi gì thổi gì ăn luôn. Đây nè. Chấm một miếng nước mắm nè. Kèm dính thêm một miếng gừng nữa cả nhà. Gừng với tỏi, nước mắm. Rồi sau khi hôm nay mình dùng bữa cơm chưa xong, mình cũng dừng video đây cả nhà. Tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà vào video tiếp theo nha. Nay hai bạn đồ đẹp quá hay. Đồ mới mua ha. Mua chợ đêm phải không? Mua chợ đêm phải không? Ừ.
giờ bảy sẽ đi ra bảy làm lại cái clip rau của bảy, xúc xúc bỏ bớt bớt đất cái vậy, xúc nó thấp xuống chút. Bây giờ bảy sẽ đi xả cải nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ phủ gom lên trên đi cả nhà, tại vì cái đợt rồi á mình xả thử mình không có giải gom lên, nhưng mà lần này mình sẽ giải gom lại mới được. Giải gom mới hiệu quả cả nhà ơi, không giải gom không hiệu quả. Nghe nè cả nhà, mình mới vừa cột mấy cái bông 10 giờ lên nè, đó mới được 1 chậu à. Giờ mình làm tiếp tục, của mình được 4 chậu. Đây vậy đó, rồi đầu cái mình máng mình treo lên, treo lủng la lủng lẳng như nè. Đây tiệt tắt của mình đây nè cả nhà, xong rồi bãi nó treo lên xong hết trơn rồi nè. Qua 10 giờ muỗng vụa. Đây bên đây hai chậu nữa này, mình treo ngoài đây cho có nắng, chứ treo ở trong 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 cái mái lá thì nó mát quá, sợ nó bong không chỗ.